Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang cân nhắc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do các yêu cầu của Nga không được đáp ứng. Và theo Tổng thống Nga Vladimir Putin thì điều này có thể xảy ra do các nước phương Tây đã lừa dối Nga khi mà không thực hiện các yêu cầu của nước này trong khuôn khổ của thỏa thuận ngũ cốc, đó là đưa hàng hóa nông nghiệp của Nga đến các thị trường toàn cầu. Hơn nữa theo ông Putin thì những hành lang mà theo đó các con tàu đang di chuyển thường xuyên bị kẻ thù sử dụng để phóng máy bay không người lái, máy bay không người lái hải quân nhà lãnh đạo Nga một lần nữa nhắc nhớ Moscow tham gia thỏa thuận ngũ cốc vì lợi ích của các quốc gia thân thiện ở châu Phi và châu Mỹ Latin. Trong trường hợp rút khỏi thỏa thuận thì Nga sẽ cung cấp miễn phí cho các nước nghèo lượng ngũ cốc tương đương với số lượng ngũ cốc do Ukraine cung cấp. Thưa quý vị, báo chí Palestine đưa tin là quân đội Israel đã truy quét trại tị nạn Balata gần thành phố Nablus ở phía bắc bờ Tây và vấp phải sự chống trả của một số tay súng địa phương. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt diễn biến căng thẳng ở các khu vực tại bờ Tây trong thời gian qua. Ít nhất hai người Palestine đã bị thương trong các vụ xung đột. Tuy nhiên, thì một thanh niên 19 tuổi sau đó đã tử vong, trong khi người còn lại thì đã ổn định cùng ngày báo chí địa phương cũng đã đưa tin một vụ nổ súng xảy ra tại bờ tây khiến bốn người Israel bị thương, hiện cả bốn nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng và không nguy hiểm tới tính mạng. Ba trong số các nạn nhân là quân nhân người Israel. Nghi phạm được cho là một người Palestine. Hiện chưa rõ hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không. Thưa quý vị, trong lúc đường đua vào Nhà Trắng năm 2024 bắt đầu tăng nhiệt, thì sự xuất hiện của trí thông minh nhân tạo AI có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng trong mùa bầu cử, làm mờ ranh giới giữa thực tế và hư cấu. Giới chuyên gia về AI và các nhà khoa học chính trị công nghệ tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng khó lường liên quan đến công, tụ, công cụ AI tạo sinh giống như là ChatGPT trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. những bức ảnh deepfake miêu tả cảnh tượng cựu tổng thống donald trump bị bắt giữ có khi nào ông trump và ông biden trở thành bạn tốt như thế này hay cuộc cãi vã của ông biden và ông trump hey, too, nếu không nói tất cả là giả chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nhận ra được đây là những ví dụ về deepfake công nghệ mô phỏng hình ảnh video giả mạo do ai tạo ra đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vào nhà trắng các đoạn deepfake của bà Clinton hay ông Biden. Những video nhìn rất thực dựa trên nhiều cảnh quay trực tuyến, làm lưu mở sự thật và tăng phần hư cấu trong không gian chính trị Mỹ phân cực. Dù các video như vậy đã xuất hiện từ lâu, nhưng gần đây lan truyền ngày càng dày đặc nhờ một loạt các công cụ AI thế hệ mới giúp cho việc tạo ra các tác phẩm deepfake ngày càng trở nên dễ dàng với chi phí thấp. Cử tri sẽ rất khó phân biệt thật giả và bạn có thể tưởng tượng được những người ủng hộ Trump hoặc những người ủng hộ Biden có thể sử dụng công nghệ này để bôi xấu đối thủ. Theo công ty phát triển các công cụ phát hiện phương tiện tổng hợp Deep Media, khoảng 500.000 video và giọng nói deepfake được chia sẻ tràn lan trên các mạng xã hội toàn cầu. Việc nhân bản một giọng nói từng tốn 10.000 đô la Mỹ cho máy chủ và chi phí đào tạo AI cho đến cuối năm ngoái. Nhưng giờ đây, các công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ này với giá chỉ vài đô la đây sẽ là lợi thế để các đối thủ ở cả hai phe chính trị, vốn đang đầy chia rẽ tại Mỹ, khai thác triệt để công nghệ này để tiếp cận cử tri và tạo ra các bản tin gây quỹ chỉ trong vòng vài giây. Mối lo ngại là khi việc thao túng truyền thông trở nên dễ dàng hơn thì việc phủ nhận thực tế cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, nếu một ứng cử viên tổng thống nói điều gì đó không phù hợp hoặc bất hợp pháp, người đó có thể đơn giản khẳng định đoạn ghi âm là giả mạo. Điều này là đặc biệt nguy hiểm. Trong khi đó, các hãng công nghệ lại có ít biện pháp hoặc triển khai biện pháp không hiệu quả để ngăn chặn thông tin độc hại do deepfake tạo ra và nếu các đối thủ nước ngoài của Mỹ chỉ cần dùng AI để lan truyền thông tin sai lệch thì nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một chiến dịch fake news lớn hơn nhiều so với những gì từng thấy hồi năm 2016. Với AI chúng ta có thể tìm hiểu về những điều mà cử tri tiềm năng quan tâm, từ đó có thể hiểu cách thu hút họ và những chính sách nào sẽ thúc đẩy họ bỏ phiếu một bộ phận không nhỏ dân số hoàn toàn không bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu bất thường. Các nhân viên chiến dịch tranh cử trước đây đã phải dành hàng giờ để tiếp cận cử tri bằng cách viết các bài phát biểu và chuẩn bị trước luận điểm, cũng như đăng bằng câu hỏi lên các kênh truyền thông mạng xã hội. Nhưng AI đã thực hiện được công việc tương tự chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. AI có thể làm được gấp 10 lần như vậy. Do đó, nội dung sai sự thật và nhanh chóng tràn ngập các kênh mà người bình thường khó có thể kiểm chứng. Quý vị và các bạn đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD cho biết, Bipajoy là một cơn bão xoáy nghiêm trọng, dự kiến sẽ đổ bộ khu vực giữa thị trấn Manvi thuộc bang Gujarat của Ấn Độ vào thành phố Karachi của Pakistan vào ngày 15 tháng 6 tới. Dự báo sức gió tối đa ở mức 125 đến 135 km/h, giật 150 km/h. Chính quyền bang Gujarat dự kiến sẽ có 8 quận ven biển bị ảnh hưởng bởi cơn bão, các hoạt động đánh bắt cá trong khu vực đã bị đình chỉ cho đến ngày 16 tháng 6. Các trường học cũng đã đóng cửa, các cơ sở khai thác dầu ngoài khơi và các cảng lớn trong nước cũng phải tạm dừng hoạt động. Hơn 7.000 người đã được sơ tán và dự kiến sẽ vượt 50.000 cho đến 60.000 người trong thời gian tới. Chương trình lương thực thế giới WFP mới đây thông báo cắt giảm hỗ trợ cho 2,5 triệu người trong tổng số 5,5 triệu người đang cần lương thực tại Syria. Nếu tiếp tục hỗ trợ cho số người theo kế hoạch ban đầu tổ chức này sẽ cạn kiệt hoàn toàn lương thực vào tháng 10 tới. 3 triệu người Syria được WFP ưu tiên hỗ trợ là những đối tượng không thể sống qua tuần nếu không được cung cấp lương thực. Trước khi phải cắt giảm số lượng viện trợ để đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí, WFP đã phải cắt giảm khẩu phần viện trợ cho mỗi người. Tuy nhiên tới nay, giải pháp tình thế này đã không còn hiệu quả. Hiện thu nhập trung bình hàng tháng hộ gia đình ở Syria chỉ đáp ứng được khoảng 1 phần tư nhu cầu lương thực của họ. Bảo tàng Louvre ở Paris thông báo đã lưu giữ và trưng bày 5 tác phẩm nghệ thuật cổ của nền văn hóa Đông La Mã Byzantine. Những tác phẩm này là một phần trong tổng số 16 tác phẩm nghệ thuật quý giá, được bí mật gửi đến Paris từ thủ đô Kiev, Ukraine, trong nỗ lực bảo vệ các tác phẩm tránh khỏi hư hại hoặc thất lạc do xung đột. Ba trong số 5 tác phẩm là chân dung các vị thánh trong cơ đốc giáo phương Đông. Tác phẩm thứ tư là một bức tranh sơn dầu trên gỗ có từ thế kỷ thứ 6 và cuối cùng là một bức tranh khảm có từ thế kỷ 13, sở hữu trước khung bằng vàng ròng. Ở Trung Quốc thì cụm từ ô tô năng lượng mới dùng để chỉ các loại xe sử dụng toàn bộ hoặc là một phần các loại năng lượng mới ngoài nhiên liệu truyền thống là xăng dầu. Những năm qua thì nhờ chính sách của chính phủ và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng, thị trường ô tô năng lượng mới đã bùng nổ mạnh mẽ và góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Với diện tích 75.000 m2, trung tâm ô tô năng lượng mới của thành phố Odot, khu tự trị nội Mông Cổ, Trung Quốc được coi là nơi cung cấp dịch vụ một lần dừng với các chức năng tiêu thụ, bàn giao, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, xử lý lỗi vi phạm giao thông, nộp thuế và chuyển nhượng. Đưa vào hoạt động từ giữa năm 2022, nhưng trung tâm chúng tôi đã có 22 doanh nghiệp ô tô năng lượng mới tham gia, với hàng chục thương hiệu đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn. Đến đây, toàn bộ dịch vụ mua bán, thuế phí, đăng ký và cả bảo hành, bảo dưỡng đều được cung cấp một lần dừng, giúp người dùng tiếp cận dễ dàng việc xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm một lần dừng xe năng lượng mới đã góp phần gia tăng đáng kể tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng lượng phương tiện của địa phương, giảm phát thải CO2 từ mạng lưới giao thông đô thị, đưa Ô Đốt trở thành thành phố kiểu mẫu trong thực hiện hai mục tiêu, đạt đỉnh phát thải và trung hòa carbon ở Trung Quốc. Bản thân việc xây dựng trung tâm xe năng lượng mới như chúng tôi cũng nhận được ưu đãi lớn từ chính phủ. Đối với người mua và sử dụng xe, ngoài những chính sách chung của cả nước, các địa phương cũng có nhiều hỗ trợ cả về thủ tục, thuế phí, trợ giá. Năm 2022, tổng sản lượng và doanh số tiêu thụ ô tô năng lượng mới ở Trung Quốc lần lượt đạt 7,058 triệu và 6,887 triệu chiếc, tăng tới 96,9% và 93,4% so với năm 2021. Liên tiếp 8 năm duy trì vị thế số 1 thế giới, Trung Quốc đang sở hữu thị trường tiêu thụ ô tô thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới, chiếm tới 25,6% thị phần toàn cầu. Việc đẩy mạnh phát triển thị trường xe năng lượng mới gắn liền với các nỗ lực giảm phát thải, thực hiện hai mục tiêu carbon, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh và đô thị thông minh ở Trung Quốc. Đỗ Hưng, phóng viên truyền hình Nhân dân, đưa tin từ khu tự trị Nội Mông Cổ Trung Quốc.